À, trong bài số 2 này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta điều khiển được nhiều cái ngõ ra ha. À, chúng ta có thể kết nối nhiều cái con led vào nhiều cái ngõ ra để chúng ta điều khiển cùng một lúc ha. Thì chẳng hạn như ở đây mình sẽ điều khiển 4 con led nối vào chân số 8, số 9, số 10, số 11 của board Arduino ha. Thì cách làm như sau, ở đây mình sẽ tạo một cái bài mới đi ha, bài new sketch. Cái bài cũ này chúng ta có thể đóng đi ha. Thì khi tạo mới file sketch thì chúng ta nên lưu ý là nên lưu lại luôn ha, để khỏi quên. Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng mảng để điều khiển được nhiều cái bóng đèn led. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ lập trình theo một cái cách thông thường mà ai cũng có thể nghĩ ra được đó. Đó là chúng ta sẽ bài trước chúng ta define định nghĩa một cái chân led, đúng không? Chúng ta khai báo một cái chân led là led pin, pin led 1 chẳng hạn là bằng 13 ha. Nhưng mà bữa nay mới yêu cầu là làm ở chân số 8, số 9, số 10, số 11 thì ở đây mình sẽ define là chân số 8 nè. Đó. Tương tự như vậy mình sẽ điều khiển mình sẽ khai báo 4 cái chân led ha. Led 2 là chân số 9 nè. Led 3 là chân số 10. Led 4 là chân số 11. Đó, chúng ta sẽ define ra chúng ta sẽ khai báo 4 cái chân led như thế này và chúng ta làm lần lượt là chúng ta trong cái ham setup nè. Chúng ta sẽ set cái mode cho cái chân này là output, đúng không? Pin mode. Rồi, bên led 1 mod là output. Đó, tương tự như vậy chúng ta set cho 4 cái chân còn lại, set cho 3 chân còn lại. Đó, như vậy. Trong hàm lớp thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta xuất ra 4 cái chân này là mức 1, rồi sau đó delay, rồi xuất mức 0 rồi delay. Nó hoàn toàn giống như bài kia rồi. Bài kia bài đầu tiên thì thay vì chúng ta dùng một chân thì chúng ta dùng ở đây chúng ta dùng tới 4 chân. Thì chỗ này mình dùng cái hàm là digital drive. Mức 1 này, mức là mức 2. Nó tương tự như vậy cho cái chân còn lại. Các bạn lưu ý là cái ở đây là cái ngôn ngữ nền của Arduino này là nó sang ngôn ngữ C. Cho nên cái viết họ viết thường nó sẽ phân biệt với nhau ha. Ví dụ như chữ digital drive này, thì ở đây chữ digital, chữ D này mình sẽ viết thường, còn chữ drive nó sẽ viết hoa ha. Các bạn phải viết cho nó đúng, chứ không là tới hồi biên dịch nó sẽ bị lỗi. Đây là pin 2 này, pin 3 này, pin 4 ha. Thì khi chúng ta viết như thế này thì nó sẽ xuất lần lượt ra 4 chân là mức cao. Tuy nhiên các cái lệnh này nó chạy rất là nhanh ha. Còn quy điều khiển của chúng ta nó chạy ở vài chục triệu lệnh trên một giây ha. Cho nên việc này rất là nhanh, cho nên gần như 4 chân này là xuất ra mức cao đồng thời. Và chúng ta delay lại 500 mili giây để chúng ta thấy được cái trạng thái của nó. Cái việc delay đó này rất là quan trọng ha, các bạn phải nhớ delay chúng ta phải thấy được, chứ không là cái con CPU của chúng ta nó chạy rất là nhanh ha. Nếu mà không delay lại là các bạn thấy không có nổi đâu. Tương tự như vậy là chúng ta xuất ra cái mức low ở đây. Các bạn thấy chương trình rất là đơn giản ha. Này thì ai cũng có thể nghĩ ra được cái cách này. Bây giờ mình sẽ biên dịch cái chương trình này và mình mô phỏng trên Protest để chúng ta xem nó chạy đúng hay không ha. Thì để mô phỏng được trên Protest thì chúng ta sẽ vào cái menu sketch, chọn là export compiled binary để nó build ra cái file hết để chúng ta sử dụng để mô phỏng bên Protest được. Build xong rồi, bây giờ mình sẽ mở Protest lên nè. Chọn là schematic capture. Ở đây mình sẽ lấy linh kiện là Arduino Uno. Rồi lấy một vài con điện trở, mình sẽ lấy linh kiện là điện trở. Điện trở là viết tắt của chữ resistor. Mình chỉ cần gõ RES là nó sẽ ra này. Rồi led. Led thì chúng ta có thể lấy led đỏ hoặc là led xanh, led vàng gì đó. Mình lấy led màu xanh đi. Để cho nó dễ về mặt đặt thì mình sẽ cho cái bo Arduino xoay dần lên như thế này cho dễ ha. Bốn cái chân mình viết bữa nãy là nó ra chân số 8, chân số 8, 9, 10, 11 đúng không? Bây giờ mình sẽ nối thêm các cái con điện trở hàng dòng vào cái chân này.
Okay, dòng ở đây mình sẽ chọn là 330 âm. Đó, mình sẽ làm lần lượt, nối lần lượt như vậy cho 4 cái chân thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ gắn led vào. Gắn vào cực dương, của led. Cực dương là cực anode, còn led thì nó phân biệt là hai cực anode và cathode. Anode là cực dương, cathode là cực âm. Các bạn học điện tử thì các bạn nhớ mấy cái tên đó nha, sau này đi phỏng vấn người ta hỏi mà các bạn không biết gì hết là người ta sẽ đánh giá rất là thấp mà. Và lúc nào mà công ty người ta mà đủ số lượng rồi người ta muốn tuyển thêm nhưng mà người ta lương lự thì hỏi những cái đó các bạn không biết đó, thì người ta sẽ loại các bạn liền ha. Còn khi nào các bạn may mắn mà lúc đó bên công ty dự án thiếu người quá thì các bạn vẫn được nhận nhưng mà người ta sẽ đánh giá rất là thấp và trả lương cho các bạn không được cao ha. Những cái từ khó như cái tên như là diode, điện trở, cực dương, cực âm, cực anode, cathode thôi, mấy cái đâu không nhớ, mấy cái symbol của linh kiện không nhớ hết. Cái gì học rồi chúng ta phải nhớ. Thì cách để nhớ là các bạn phải thực tập thôi, làm đi làm lại nhiều lần ha. Đó, đây là cái mạch mình đã thiết kế xong ha. Cobalt Arduino 4 con điện trở hàng dòng 4 con led ha. Cái cực cathode này thì chúng ta sẽ nối xuống mask, chúng ta nối chung lại và nối vào một cái đi mask ha. Đi machine ID, bây giờ mình sẽ chọn cái file chương trình cho con chip. Cho cái bo Arduino ha. Đây mình sẽ chọn tới cái thứ một là tutorial này, Arduino này, bài 2 này cho các con led. Điều. Thì ở đây các bạn có thể chọn một trong ba cái file này để chạy được hết nè. Ok. À, bây giờ mình sẽ chạy, các bạn sẽ thấy cái con led nó chất tắt đúng không? À, mình điều khiển 4 lúc, cùng lúc 4 con led như vậy. Đó, thì đây là cách viết chương trình hết sức là đơn giản. À, chúng ta chỉ lặp lại giống như bài 1 nhưng mà chúng ta lặp lại 4 lần. Thì có một cách nữa thì thay vì các bạn lặp lại 4 lần như thế này nè, các bạn có thể sử dụng cái mảng và vòng lặp để chúng ta có thể làm cái việc này, nó giảm cái số lượng code xuống. À, thì bằng cách như sau ha, thay vì khai báo bốn cái biến riêng lẻ như thế này thì mình sẽ có thể khai báo nó vào trong một cái mảng ha. À, mình sẽ cho bốn cái dòng lệnh này thành comment bằng cách là thêm hai cái dấu gạch gạch ở phía trước nè. Cách làm nhanh là các bạn chọn hết nè, nhấn phím control với dấu gạch gạch chéo, nhấn một lần thì nó sẽ comment, nhấn lần nữa thì nó uncomment ha. Dấu gạch ngang á, dấu gạch xiên á, dấu gạch này nè ha. Nhấn control vào dấu gạch này thì cái chỗ mà các bạn chọn nó sẽ trở thành comment hoặc là uncomment. À, chỗ này mình sẽ khai báo, thay vì khai báo từng cái chân bin led 1, 2, 4 như vậy thì mình sẽ khai báo một cái mảng bin led. Mảng thì gồm nhiều phần tử cho nên thường mình sẽ thêm cái chữ s vào như thế này ha. Cái này nó sẽ gồm 4 phần tử. Rồi, ở đây sẽ lần lượt là chân 8 này, chân 9 này, chân 10 và chân 11. Sau này các bạn có thể đổi cái chân này thành cái chân bất kỳ ha. Đây chúng ta thấy cái ham setup này, chúng ta sử dụng bin mod trên những cái chân led này đúng không? À, set mode đều là output hết. Thì thay vì viết 4 đoạn code như thế này, chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. À, mình comment cái đoạn code này đi nha. Mình sẽ dùng một cái vòng lặp for, khai báo một cái biến là unsigned y bằng 0, cho y chạy từ 0 cho đến 4 là y nhỏ hơn 4 nè. Đó, sau đó chúng mình gọi cái hàm bit mode. Chỗ này mình sẽ truyền vào là cái bin led này thứ y đúng không? Và mod là output. Đó, thì khi chạy cái vòng lặp for này nè, nó sẽ lần lượt lấy từng cái phần tử thứ y chạy từ 0 đến 4, nó sẽ lấy từng phần tử thứ y của cái mảng bin led này nè, truyền vào trong cái ham này và nó chạy 4 lần ha. À, mỗi lần nó sẽ lấy, lần đầu tiên là y bằng 0 thì nó sẽ lấy bin led 0 chính là phần tử, chính là cái số 8 ở đây, nó đưa vào cái ham này thì nó cũng tương tự giống như là nó chạy cái dòng lại như vậy ha. Tương tự như vậy cho ba dòng lại ha. Đó là cách sử dụng cái vòng lặp ha. Vòng lặp và mảng. Rồi, tương tự như vậy ở đây mình sẽ dùng cái vòng lặp for ha, vòng lặp for y chang như vậy luôn, lặp qua 4 phần tử ha. Này mình sẽ dùng hàm digital prime. À, các bạn thấy lập trình viên rất là nhàn đúng không, chỉ copy path thôi, nhưng mà các bạn phải hiểu để các bạn copy path cho nó đúng ha. Đó, thì đây chúng ta sẽ duyệt qua cái mảng bin led này và chúng ta sẽ ghi cái mức cao ra từng cái phần tử ở trong bin led, mà bin led chúng ta define đây là chân số 8, 9, 11 nè. Thì chỗ này nó sẽ chạy 4 vòng và nó lần lượt nó ghi mức cao ra. Tương tự như vậy cho cái mức thấp đúng không? Rồi, mình cũng dùng cái vòng lặp for thì ở đây mình sẽ xuất ra mức thấp thì chỗ này là low ha. Đó, như vậy là chương trình của chúng ta nó chạy được. Thì mấy cái chỗ này mình không cần nữa, mình sẽ xóa nó đi cho nó gọn ha.
các bạn thấy. So với cái chương trình đầu tiên hay chương trình này, chúng ta khai báo mảng và dùng vòng lập thì nó sẽ gọn hơn nhiều ha. Và trường hợp ở đây không phải là 4 led mà 10 led, 20 led chẳng hạn, thì chúng ta dùng mảng chúng ta khai báo, dùng vòng lập nó sẽ vi code nó sẽ nhỏ, xúc tích hơn. Và chúng ta ứng dụng được cái vòng lập và cái mảng những cái bài học này vào trong cái lập trình của chúng ta. Chúng ta làm đi làm lại nhiều lần thì nó sẽ quen. Bây giờ mình sẽ biên dịch thử xem có lỗi gì không. Này quá trời lỗi nè. Anh say. À, chỗ này mình nhầm hơn cái kiểu dữ liệu 8 bit là anh UIN 8 xích gạch T ha, chứ không phải là UIN 8. Cái kiểu này là nó tương đương với lại cái kiểu anh say cha số 8 bit mà không có dấu ha. À, mình sẽ biên dịch lại xem nó có lỗi gì nữa không. À, lúc này nó hết lỗi đó nè ha. À, chương trình của chúng ta nó quan trọng như cũ. Còn một cái điểm nữa, đó là ở đây chúng ta khai báo một cái mạng 4 con led này thay vì khai báo như thế này. Thông thường khi mà viết code á, cái này người ta gọi là hạt code, tức là chúng ta khai báo số phần tử ở đây là nó cứng luôn. À, ví dụ sau này chúng ta muốn thay đổi lên 10 con led thì chúng ta phải đi lần lượt, chúng ta đổi vô đây thành 10 nè. Rồi xuống đây chúng ta phải thay đổi thành 10 nè. Xuống đây chúng ta phải thay đổi thành 10 nè. Thì thông thường người ta không có viết hạt code như vậy, tức hạt code là code cứng á, code đưa những con số vào thì người ta sẽ define một cái như thế này là define number up led. Và ở đây mình define là 4 con led, thì chỗ này mình sẽ thay thế chỗ nào số 4 bằng cái define đây. Thì khi biên dịch nó sẽ tự động nó thấy những cái chỗ này, nó sẽ thay con số 4 vào ha. Lúc đó là code của chúng ta nó sẽ linh động hơn. Sau này chúng ta muốn thay đổi cái số 4 đèn led là thành 5 đèn led chẳng hạn, thì chúng ta chỉ việc đi thay đổi cái define đây, đổi thành 5 và chúng ta chèn thêm phần tử qua đây thôi. Code ở dưới đây vẫn như cũ ha, không có gì thay đổi hết. Các bạn hiểu không ha. Đó, như vậy là code của chúng ta nó sẽ linh động hơn. Biên dịch lại. Thì đây để thấy rõ là cái chương trình của chúng ta thay đổi, thì mình sẽ đổi cho tần số nó cao lên ha. Và cho delay 100 ms thôi. Và cho nên mình chọn sketch. Nhớ là phải mô phỏng với rotate là chúng ta phải chọn sketch is box compiled binary để nó tạo ra cái file mới ha. Nó update cái file cũ. Cái file mà chúng ta sử dụng để mô phỏng á, cái file nằm ở thư mục này nè ha. Đó, chọn is box binary compiled thì nó mới đổi những cái file ở đây ha. Còn các bạn chọn biên dịch bình thường á thì nó không có đổi đâu ha. À, bây giờ mình sẽ trả lại. À, các bạn thấy nó chấp tắt với tần số cao hơn không? Bây giờ mình sẽ thử nói cái ý mới nãy luôn. Bây giờ mình sẽ thêm một cái chân số 12 vô nữa. À, thì rất là đơn giản. Lúc đó chương trình mình sẽ chỉ đổi như thế này thôi. Là mình sẽ thay vì khai báo 4 led thì mình thay báo thành 5 led đúng không? Chỗ này thêm một cái chân số 12 vào nữa. Đó, không cần thay đổi gì ở đây hết. À, tại vì mình đã define cái này rồi. Define cái này nó hiểu là thay đổi thêm 5 hết rồi. À, thì cái vòng lập ở đây nó lập qua 5 phần tử thì nó còn đúng. Có ở đây không có gì thay đổi hết. À, đó thì những cái define này làm cho code của các bạn nó linh động hơn. À, khi nào cần thay đổi chúng ta chỉ thay đổi một số ít thôi, chứ không phải là chúng ta phải đi xem lại toàn bộ code và chúng ta thay đổi lại toàn bộ thì nó sẽ lâu hơn ha. À, mình biên dịch này. À, biên dịch để mình check thử là có lỗi gì không, hoặc là các bạn chọn thẳng vào trong sketch chọn export compile binary luôn cũng được ha. Rồi, bên này mình sẽ thêm một cái con led nữa bằng cách mình copy cái này ra, chọn nó Ctrl C Ctrl V. Cái này mình đã đặt sẵn phím tắt, Ctrl C Ctrl V đã copy rồi. À, và chân số 12 chứ đúng không? Cái này sẽ nói số mát. À, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tắt 5 bóng. À, bấm lên 5 bóng. Đó. Thì bài này các bạn học cách điều khiển nhiều ngõ ra và cách gom nhóm cái ngõ ra này lại khai báo dạng mảng nha. Rồi cách dùng vòng lập for để duyệt qua cái mảng như thế nào. Rồi. Dĩ nhiên là cái này các bạn học bên lập trình C cơ bản thôi nha, cho nên mình không có giảng lại cái những cái vòng lập for ở đây, mặc định là các bạn đã hiểu rồi. Còn nếu mà các bạn chưa biết vòng lập for là như thế nào thì các bạn phải học lại ngôn ngữ lập trình C cơ bản. Rồi, bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.